Không, ý là cho anh hỏi thêm nữa thế. Hả? Được, AB bỏ đây cho anh cũng được. Đâu? Rồi thanh lý luôn bao nhiêu tiền thì anh thanh lý luôn. Không dám đâu, tao mê ông, tao đọc coi video từ sáng đến giờ tao không ngưng phát nào. Mày nói sao mà kêu, nghĩ sao mà kêu em lên chốt vậy, em coi từ sáng đến giờ đây. Đây là buổi chiều tối này, cảm ơn những vị khách hàng phương xa lên tới chào tối anh chị đó. Phải nói là buổi tối mà cũng phải lặn lội đường xa mà đi xe máy, lúc có chị gái này đó. Con chó đó thả ra nó bình thường, nó rất là hiền. Làm mình chạy từ dưới đó lên bao nhiêu km? Dạ, chắc gần trăm cây. Gần trăm cây á hả? Em ngồi từ hồi 3 giờ rưỡi tới giờ. Nhưng mà nhà mình nhỏ tới đâu lận? Dạ, Lộc Thành á. Lộc Thành hả? Bỏ Lộc đi vô thêm ngay cái nhà thờ Tinh Lành đó. Sao anh biết được Tinh Lành? Trong đó chứ có nhà thờ Tinh Lành là nhà thờ Đại Lộc. Không, ý là anh cũng nhớ, nhưng mà tại vì dưới đó là trước ở nhà anh là trước là ở dưới Lộc Đức á. Đúng rồi. Ờ. Thế là nhiều khi chứ anh thích là ý mình lên tới ban ngày mình coi cho nó thoải mái, cho nó sướng được. Nên cứ đừng có ý là anh Trung bán xe cứ bảo hành. Là... Nói là cái xe này bây giờ phụ tùng của nó khó lắm không anh? Nó phụ tùng nhiều chứ. Nhiều hả? Ờ. Đầy. Xe này cái phun dần cầm luôn. Cứ lấy ra chạy thử đi. Vừa hao xăng này. Bảy không? Vừa không tìm ra phụ tùng. Đồ này đây. Ba đồ này thì thiếu. Ờ, thế mình đi mấy xe? Ý là mình đi mấy xe? Hai xe máy. Hai xe máy hả? Sao không đi taxi lên luôn mà tự nhiên đi hai xe máy? Dạ ông ngồi đi được không về? Tìm anh không ra sao? À sao mà tìm anh không ra được? Cứ lên trên Google ra hết. Để anh liên tục mấy cuộc mà em vẫn sợ là không gặp anh đâu. À. Tại là anh chơi thôi. Anh ơi, ngồi bên cái phụ ra. Dạ ta, xe lần mà có em ấy. Không chạy ra, cứ lên. Lạc không? Đúng rồi, coi như là phụ nữ là coi như là gọi là thời trang hơn thời tiết. Trời này mà mặc cái quần đùi vậy hả? Trời ơi, trời sợ trời mưa. À. Sợ trời mưa mặc quần dài để mưa lâu cũng tiếp mà. Không, ý là cho anh hỏi thêm nữa thế. Hả? Anh có cái đổi AB cho anh kìa. Được, AB bỏ đây cho anh cũng được. Đâu? Rồi thanh lý luôn bao nhiêu tiền thì anh thanh lý luôn. Mà cuối cùng là cái là có tấm hình chứ, nhưng mà rồi hả? Được, ok. Nhưng mà không, ý là cho anh hỏi chút là, nhưng mà tại sao mà lên xe mà lên trên này không có coi xe mà mua nhanh vậy? Dạ tại em tin anh mà. Tin rồi à? Tại cái mặt anh có uy tín. À uy tín à. Rồi cảm ơn em rất nhiều nha. Anh kêu mình đi coi, mình coi kỹ quá, thật sự ra rồi kinh nghiệm em đâu có đâu. À. Nói thẳng gì đi. Không, nói chung là ở đây thì được cái là nó gần. Dạ, mà đúng rồi mà. Nhưng mà anh cũng thấy tội đó, đi cái xe máy mà lên trên này mà tính dạ, là nó vừa mới chuyển ngày hôm nay luôn nữa. Hồ sơ đó em chạy ngồi nó nóng vậy hả tự chiều là hỏi anh là tốt rồi, nếu mà tốt rồi thì em phải là em chạy lên luôn, hôm nay cũng lên tới nơi chưa tốt luôn. Cái xe này nó y nguyên là sao, ngày hôm qua nó y chang vậy luôn, là về chưa có rửa chưa làm gì luôn. Không, cái xe nó sạch, nó đẹp rồi mà. Em nhìn thấy đâu có miếng bụi nào đâu thấy không? Dạ. Giờ tôi thấy đi xe lên trong vòng 10 phút. Không dám đâu, tao mê ông, tao đọc coi video từ sáng đến giờ tao không ngưng phát nào. Mày nói sao mà kêu, nghĩ sao mà kêu em lên chốt vậy, em coi từ sáng đến giờ bao nhiêu tiếng mà em. Bữa sau cái mấy đông rảnh lên trời này anh bắt lại cho cái đèn cho nó sáng lên. À, như mới hết. Vậy thì bữa nào đi Đà Lạt đi. Vậy là em gái là học bằng bao lâu thi? Dạ em còn 2 tuần nữa em thi. 2 tuần nữa à? Dạ. Giờ nghĩa là mình mua xe trước. Vâng. À. Tại nhà em đứa nào cũng có bằng hết trơn anh. À đúng rồi, vậy là số 1 em. Dạ. Đó. Mình mua xe về coi như là có xe đi luôn. Đúng rồi.
Nói chung là những anh chị, anh trai chị gái lên xe này coi như là chỉ có chạy thử thôi, là coi như là lên là múc về rồi. Đẹp luôn, uy tín, tạo niềm tin cho quý anh chị nha. Nên là tất cả một cái thì cửa hàng em chúng bán xe cho cô chú anh chị thì có bao quay đầu, có bảo hành, nên mọi vấn đề thì anh chị cũng cần suy nghĩ nữa rồi. Nói chung là ngày hôm nay thì cũng phải là cảm ơn tất cả những anh trai chị gái ở phương xa đến tới ủng hộ. Được cái là rất nhiệt tình đó, hai chị em phụ nữ là chút xíu là đi hai con xe máy kia về chạy hàng trăm km đó, hai anh trai là đi ô tô đó. Ngày mai là coi như đưa đón con này mình đưa bằng ô tô thôi chứ mình không đưa bằng xe máy nha. Đây là anh Phan Đức Thuận là đang làm một cuốn sách hướng dẫn cho anh trai chị gái về hàng trăm km, vượt hàng trăm km quý chị nha. Nửa đêm này trời mưa gió anh chị thấy không, đang mưa bay đó. Nói chung là phải nói là em Trung cũng cảm ơn quý chị rất nhiều đó, đã ủng hộ em Trung trong thời gian qua, nên là anh trai chị gái sợ mất xe làm ra là phải tranh thủ đó đi xe máy lên tới tận nơi quý chị nha. Thôi một lần nữa cho em Trung kết thúc cái video tại đây và chúc quý anh chị đi tốt dùng bền nha. Và hẹn gặp lại quý anh chị trong video tiếp theo. Đó. Nhớ đừng quên cho em Trung xin nút like, đăng ký, bấm chuông, tiếp tục xem những xe cập nhật cửa hàng nha.